chương trình đêm giao lưu văn nghệ chúc mừng chùa Liên Hoa, đại lễ Phật Đản và cắt băng khánh thành cổng Tam Quan. Chùa Liên Hoa thôn Phú Hoàn đến xã Tiên Hiệp, thành phố đến Phủ Lý đến tỉnh Hà Nam, ngày 11 tháng 5 năm 2024, ngày mùng 4 tháng 4 năm Giáp Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Về Tây phương có A Di Đà. Ở cõi đây có Phật Thích Ca. Phật hai nước phát tâm là độ dân chúng nơi ta bà. Về bên cõi A-di-đà, cạnh quang cõi A-di-đà, ngọc lưu ly xây hành lang, dùng châu lưới bao quanh nhà, hàng cây báu sung la đà, đường đi cùng chân châu ngà. Hồ ao có sen băng vàng, tòa tự hóa ra hào quang, màu sen trắng xanh hay vàng, hào quang sáng lên muôn ngàn, để giáng đón dân ta bà. Cõi đây trôi lên nhạc trời, người được nghe ưu sầu vơi, hạt mưa xuống đươm hoa trời, tỏa hương đến thơm cho đời, người nghe sẽ an muôn đời. Mỗi khi gió lay cây cài, tạo ra tiếng âm thật thanh, dạy dân chúng nên tu hành, hãy tinh tấn cho chuyên cần, quả tâm đức mau viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật xưa có ra lời thề, mở rộng thêm bang lạc quê, vậy ai đã mong sanh về thì nên chớ tâm si mê, Phật giáng đón đưa ta về. Cõi Tây ấy không luân hồi, vậy người ơi mau về thôi, niệm thông suốt khi đi ngồi, để ưu não không đâm chồi, tòa sen bao ta nên ngồi. Này ta hãy mau niệm Phật, để nghiệp duyên không chồng chất, chân gian vốn không chân thật, thì sao hãy không niệm Phật, niệm danh Đức Di Đà Phật. Người ơi hãy mau tỉnh lòng, đừng để cho tâm chạy rong, vì con đắm mê danh vọng, tự sanh ấy luôn xoay vòng, lạc bạc nước không xanh đâu.
nguyện cho những ai niệm Phật được thân thể luôn bình an, được tâm ý luôn thanh nhàn, vượt gian khó trong muôn ngàn, lòng ưu não mau phai tàn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bôn ba khắp nẻo dương trần, nay con về với cửa nhân cõi thiền, bỏ lo âu bớt ưu phiền, tĩnh tâm tìm phút bình yên riêng mình. Đội lễ đi lên ý chùa, hôm mi nay chúng con thành tâm đội lễ một tuần nhang, hướng về Đức Phật tâm trí nhẹ nhàng, phong thái nghiêm trang. Con nguyện cầu hai chữ bình an đi. Quỳ dưới Phật đàn, ôi linh thiêng phút giây bình yên, quỳ dưới nghi Phật đàn, chuông mõ ngân vang kệ kinh lắng lại, con thấy trong lòng như có nắng ban mai, như nhiệm màu Phật pháp nghi, Phật pháp dạng ngời nghi soi. Cuộc đời mãi 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 hân hỷ vui nghi. Nam mô Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa các vị quan khách, kính thưa toàn thể quý Phật tử có mặt trong đạo tràng. Vào ngày trăng tròn tháng 4 năm 624 trước công nguyên, cách đây 2648 năm, tại vườn Lâm Tỳ Ni, khi vầng thái dương vừa ló dạng, thái tử Tất Đạt Đa, một bậc vĩ nhân của nhân loại thuộc dòng họ Gotama của nước Các Tỳ La Vệ, đã thể hiện đản sinh. Dù là thái tử lớn lên trong cung vàng điện ngọc của vua cha Tịnh Phạn, nhưng thái tử Tất Đạt Đa vẫn không bị cuộc sống giàu sang phú quý che khuất trí tuệ và lòng từ bi của bậc thượng sĩ. Ngài luôn quán chiếu và thực trạng vô thường giả tạo của thế gian và nỗi khổ đau triền miên của chúng sinh để tìm phương cách cứu độ. Năm 29 tuổi, thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cung vàng điện ngọc để xuất gia tầm đạo. Sau 6 năm khổ hạnh và 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề, Ngài đã giác ngộ thành Phật và giải thoát mọi trói buộc phiền não khổ đau của kiếp nhân sinh. Và từ đó, suốt 49 năm, Ngài vân du khắp nơi để tìm ra giáo pháp giải khổ và độ người hữu duyên. Ngài nhập Niết Bàn năm 544 trước công nguyên khi tròn 80 tuổi. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý biệt vị. Trên 25 thế kỷ trôi qua,
giáo pháp chuyển mê khai ngộ của Đức Phật được truyền bá khắp nơi trên thế giới. Ngày nay nhân loại càng nhận rõ ý thức rằng đời sống trí tuệ từ bi và lời dạy hữu ích của Ngài là di sản văn hóa tâm linh vô giá cho toàn thể nhân loại. Đức Phật từng dạy rằng không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn, cũng không có giai cấp trong giọt máu cùng đỏ. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Bản nguyện đó của Đức Phật và giáo pháp của Ngài chỉ nhắm tới mục đích tối thượng là làm sao cho chúng sinh được thành Phật và giải thoát mọi khổ đau, phiền não. Vì lẽ đó, để tưởng niệm ngày đản sinh của Đức Phật, chúng ta cùng nhau vân tập về đây, cùng nhau đảnh lễ Ngài và cùng nhau áp dụng lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống hàng ngày, góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc và an lạc và hòa bình cho gia đình và xã hội. Làm được như thế, người Phật tử chúng ta mới phần nào báo đáp công ơn giáo hóa của Đức Phật. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân chư Tôn Đức, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị quan khách cùng thập phương tín thí. Thành tâm cầu nguyện Đức Phật thị từ chứng minh gia hộ cho chư Tôn Đức và toàn thể quý vị thân tâm thường lạc, phước huệ trang nghiêm. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật A Di Đà Phật. Chương trình của chúng ta đêm nay như sau. Thứ nhất là bài khai mạc vừa xong. Thứ hai là đội văn nghệ tiếng hát quê hương do chị Hồng Khích và nghệ sĩ Lương Duyên với giai điệu hát chèo Con Lên Chùa Lễ Phật. Tiết mục thứ ba là dân vũ xóm 2 hướng về Phật pháp. Thứ tư, câu lạc bộ dân vũ Phú Thứ với ca khúc Tán Thán Cõi Phật A Di Đà. Thứ năm, câu lạc bộ dân vũ An Ngoại với ca khúc Vào Chùa. Thứ sáu, câu lạc bộ Sao Mai thành phố Phủ Lý với nền nhạc của ca khúc Niềm An Vui. Thứ bảy, câu lạc bộ dân vũ Đình Ngọ Con Lên Chùa Dân Hoa. Thứ tám, câu lạc bộ dân vũ Chùa Kênh trên nền nhạc của ca khúc Mùa Xuân Trên Quê Hương. Thứ chín, câu lạc bộ dân vũ Phụ Nữ Phú Hoàng với ca khúc Tám Tháng Cõi Phật A Di Đà. Thứ mười, câu lạc bộ Sao Mai thành phố Phủ Lý trên nền nhạc ca khúc Con Theo Cha A Di Đà. 11 là câu lạc bộ dân vũ Đình Ngọ với ca khúc Trăng Tròn Tháng Tư. 12, câu lạc bộ dân vũ An Ngoại với bài ca Chầu Cau Quan Họ. 13 là câu lạc bộ dân vũ Phú Thứ với ca khúc Niềm An Vui. 14 là câu lạc bộ dân vũ Chùa Kênh với ca khúc Múa Ơn Phật Từ Bi. 15, câu lạc bộ Phụ Nữ Phú Hoàn với ca khúc Lạy Phật Quan Âm. 16 là tổ dân vũ xóm 2 với ca khúc Ngôi Chùa Quê Hương. 17, câu lạc bộ tiếng hát quê hương. Tiết mục đơn ca thì để đăng ký sau. Chúng ta cố gắng thực hiện chương trình cho đến khoảng 21:30, sau đó là vào làm lễ thả đăng cầu quốc thái dân an. Tôi xin thay mặt cho ban tổ chức được công bố như vậy để các đội chúng ta chuẩn bị tinh thần và cũng là sắm sửa quần áo. Trên nền nhạc ca khúc Hướng Về Phật Pháp. Nơi đây mẹ quê cha, chùa thêm dọc đường có ta có mình, quê hương sâu nặng nghĩa tình, tiếng chuông vang vọng nhật trình sớm mai. Vang tiếng chuông.
Tôn Phú Thứ với ca khúc Tán Thán Cõi Phật A Di Đà. Xin được trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vui thay Đức Phật ra đời. Để tri ân công đức này, chúng tôi xin trân trọng kính mời đội dân vũ thuộc câu lạc bộ Sao Mai thành phố Phủ Lý với ca khúc Con Theo Cha Di Đà. Xin trân trọng kính mời. Sau tiết mục của câu lạc bộ dân vũ thôn Đình Hòa sẽ là tiết mục của câu lạc bộ dân vũ chùa Vân Canh. Đề nghị quý đoàn chúng ta chuẩn bị.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây là tiết mục thôn Vân Kênh trên nền nhạc của ca khúc Lạy Phật Quan Âm. Được sống đời xinh tươi, quan âm.
đứng ở giữa. Tiếp theo chương trình xin mời câu lạc bộ dân vũ phụ nữ thôn Phú Hoàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thầy ơi, mọi người nhìn con nhá. Tiếp theo chương trình là một tiết mục đơn ca phong nhạc của ca sĩ Hồng Hoàng. Xin mời ca sĩ với ca khúc Lặng Hành Kính Phật. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ Sao Mai thành phố Phủ Lý với tiết mục Niềm An Vui. Thank you.
trăng tròn tháng tư. Xin được kính mời con ra ngoài trên nền nhạc chầu cầu quan họ để nghị quý đoàn chúng ta chuẩn bị. Thank you.
số 1 của câu lạc bộ Vân Vũ Thôn Phú Thứ. Chị nhìn này, vâng. Rồi, vâng, các chị nhìn nhá. Thứ cái này là niềm an vui. Đề nghị câu lạc bộ Dân Vũ Chùa Kênh chúng ta chuẩn bị. Thank you.
Xin cảm ơn. Sau đây là tiết mục của đội dân vũ thôn Vân Kênh. Các chị nhìn nhé. Vâng. Đội dân vũ Hội Phụ Nữ Phú Hoàn chuẩn bị. Thank you.
bộ dân vũ xóm 2 với ca khúc Hướng Về Cõi Phật. Xin mời. Chị
cô đôi Thượng Hàn. Ngọc Điền chốn Kim Môn cô Nga vào. Ngọc Điền chốn Kim Môn dành phải ngoài có tiếng đổ
Phật Đản đúng 2568 năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta được đản sinh tại thành Ca Tỳ La Vệ. Thì ngày hôm nay thì cũng là một ngày rất là hoan hỷ và rất là vui sướng, hạnh phúc cho dân làng Phú Hòa chúng ta, cũng như là nhà chùa, là chúng ta đã xây dựng được một cổng tam quan mới rất là hoành tráng, uy nga, cũng như rất là đẹp đẽ. Thì hôm nay thì cũng là một cái ngày rất là vui của đối với dân làng cũng như đối với nhà chùa. Thì tối hôm nay chúng ta vừa tổ chức lễ văn nghệ để chào mừng ngày Đức Phật đản sinh, cũng như là chúng ta sẽ sau đây về đến chương trình thả hoa đăng để cầu quốc thái dân an. Thì mỗi chúng ta biết rằng là cái ngọn đăng này cũng như ngọn ánh sáng trí tuệ của Đức Phật soi sáng đến mỗi chúng ta, mỗi Phật tử, mỗi người con của Đức Phật, để chúng ta làm sao trí tuệ chúng ta được sáng ngời, để soi sáng trên những cái bước đường mà học Phật cũng như tu thân tích đức của mỗi người con Phật chúng ta, để miễn làm sao mà mỗi con người chúng ta trong cuộc sống của mình thì chúng ta biết cái sống tốt đời đẹp đạo, cũng như là làm sao để cho cái tâm của chúng ta ngày một sáng hơn, trí tuệ phát triển hơn, cũng như cái tâm đối với Phật, đối với nhà chùa chúng ta ngày một làm sao để cho nó một ngày một tăng lên, để chúng ta đến với chùa, đến với Phật, tâm chúng ta ngày một sáng. Đây cũng là cái ngọn đuốc trí tuệ. Để bây giờ đến thời giờ có lễ thả đàn la đăng thì các Phật tử chúng ta cũng hướng với Ban Tam Bảo để thầy nguyện hương. Sau khi đã nguyện hương xong thì sau khi là niệm Phật và thầy đi trước thì các Phật tử chúng ta cũng theo hàng theo lối để cho các em học bé này đi trước đi. Sau đó chúng ta theo hàng theo lối, chúng ta lần lượt chúng ta đi, không xô đẩy như là không chen lấn. Bây giờ thì cái diện tích của chúng ta cũng khá là chật hẹp, thì các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ. A Di Đà Phật. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cung dâng ngôi Tam Bảo, thế trọn đời dư đạo theo tự tính làm lành, cùng phạm giới chúng sinh cầu Phật từ xa hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố trí tu học vững bền, xa bể khổ sống mê chẳng quay về bờ giang. Nam mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát Ma Ha Tăng. Nam mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát Ma Ha Tăng. Nam mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát Ma Ha Tăng. A Di Đà Phật. Thì nhờ bên nhà chúng ta cho niệm đức bổn sư để chúng ta cùng nhau các Phật tử chúng ta cũng đi theo thầy chúng ta đi thả đăng. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Phật. Nam mô Bổn